Ôi trời. Nếu một ngày em trở thành con gái hả? Không, em nghĩ là nếu một ngày em trở thành con gái, em sẽ chuyển giới ngược lại thành con trai. em nhìn, em chơi với cả nhiều bạn con gái và em thấy rằng là các bạn ấy cũng có những cái nỗi khổ riêng, cho nên thực sự em không muốn làm con gái. Em chỉ muốn làm con trai thôi. Xin đừng bắt em làm con gái. Thì cũng phải phụ thuộc xem người ta như nào ấy. Kiểu dạng như là nếu mà người ta trông cũng ok một tí thì thôi cũng cũng coi như là một sự vô tình. Còn nếu như mà người ta mà thì chắc là sẽ có cái sự chống đối nhẹ. Thì nói chung là em cũng, thực ra là em cũng đã từng có những cái ý là những cái lời đó với em rồi, nhưng mà thì nếu mà họ nói như vậy thì em cũng sẽ kiểu như là cảm ơn người ta này, rồi nói chung là thì bảo là nếu mà em quý người ta thật thì em cũng sẽ nói là quý, còn nếu như mà không thì em cũng sẽ kiểu dạng như là bảo là tốt hơn chúng ta nên làm bạn. Ghét em từ lần gặp đầu tiên hả? Ủa thì em ghét lại chứ sao trời. Hoặc là em sẽ không quan tâm, tại vì thực ra là ai hiểu em thì sẽ chơi với em, còn nếu như mà ai mà gặp em mà không có ấn tượng thì em cũng sẽ né người ta. Em nghĩ là em là một người rất là khéo léo và em cũng kiểu dạng như là quan tâm đến gia đình của người yêu, nếu như mà em đã từng gặp ấy, cho nên là em nghĩ là để mà ghét thì chắc là sẽ khó lắm, bởi vì những mối tình trước thì gia đình họ rất là quý em, còn nếu như mà họ không có thích em thật nha, thì em sẽ làm bằng mọi cách để kiểu như là làm như nào đấy thì kiểu gì người ta cũng phải quý em cho bằng được. Em thấy bình thường mà nhỉ? Thực ra em cũng không phải là một người đẹp ý, cho nên em nghĩ là nếu mà người ta chê em xấu thì nói chung là em cũng nghe thôi. Thì chắc em để cho người ta bắt nạt hả? không được. Nếu mà người ta bắt nạt em thì em sẽ mách Hòa Minh Di và Đức Phúc để cho em cách để em làm thế nào để em bắt nạt lại. Không, em không đồng ý đâu em. Em sợ quen người trong showbiz lắm. Thực ra là có nhiều điểm chung đấy, nhưng mà sẽ có nhiều những cái rào cản. Em thấy có rất nhiều những cặp đôi, ví dụ như là anh Trấn Thành hay chị Harry Won, hay là rất là nhiều những cặp đôi mà là nghệ sĩ quen nghệ sĩ. Em cũng rất là muốn như thế, nhưng mà em cảm thấy là cái gu của em thì em thích một người đơn giản, người ít bí mật và một người ít người biết đến hơn là một người trong showbiz. Em cũng chưa từng chán đâu. Thực ra em là kiểu dạng như là em mà thích ai là em sẽ làm bằng một cách em cương người ta bằng được, mà chắc chắn nó sẽ đổ đấy. Còn nếu như mà crush mà khước từ tình cảm của em hả, em sẽ buồn một chút, nhưng mà không sao cả vì em có nhiều lựa chọn. Nhưng mà em đã từng được nghe rồi, em là kiểu người Bắc ấy, xong rồi em cũng hay bị lễ phép ấy, cho nên là kiểu mọi người cũng nghĩ là em thảo mai rồi em giả tạo các thứ. Với những cái hành động của em thì em nghĩ là khán giả nếu mà ngày một ngày hai thì sẽ không có thể là sẽ bị hiểu nhầm, nhưng mà dần dần nếu mà kiểu như là chơi với em mà quen em lâu rồi thì chắc sẽ biết rằng là đấy là những cái hành động thực sự từ trong tâm, từ trong lòng của em. Thì nói chung là em sẽ giao kèo thôi, là em sẽ bảo rằng là nếu mà bạn nuôi được tôi và bạn cho tôi một cái tương lai gọi là vững chắc thì ok, tôi sẽ từ bỏ, nhưng mà em nghĩ là cái lúc đấy nó sẽ phải là rơi vào cái khoảng mà em cũng phải gần giải nghệ rồi thì em dám như thế. Còn đâu là bây giờ thì em nghĩ là nếu mà bây giờ mà bảo em từ bỏ luôn thì em sẽ phải điêu lại. Ra nếu không làm ca sĩ thì em cũng rất là thích cái nghề em không cao ấy, chứ em thực ra em rất thích làm người mẫu ảnh, tại vì em thích được chụp ảnh cho nên em thích làm người mẫu ảnh. Thích làm con chim. Tại vì con chim được bay rồi em thích khám phá trên trời. Sẽ chọn một người nào đẹp đẹp giàu giàu đi ha. Anh Kim Lý. Anh ấy kiểu sung túc viên mãn ấy, vì kiểu vừa có người yêu đẹp, giàu nổi tiếng, anh ấy cũng giàu nữa và anh cũng đẹp nữa. Em ơi, không bao giờ em nghĩ đến cái chuyện đấy luôn ý. Trời đất ơi, bọn em còn thề hượn thề non nẹn biển với nhau là nếu về sau mà không yêu ai thì bọn em sẽ xây một cái viện dưỡng lão với em ở chung. Thực ra là em khi mà em quen ai thì em cũng sẽ dắt đến giới thiệu với chị Hòa với anh Phúc, cho nên là khi mà hai anh chị có những cái góp ý với em là bạn này có cái vấn đề này mày ở trong cuộc mày không biết đâu, thì em sẽ để ý, em sẽ lưu tâm lại những cái điều mà anh chị nói, do đấy em sẽ điều tra. Còn nếu như mà thực sự nó đến thế thì em sẽ nghe theo anh chị, em sẽ mở.
nhiều nhất đúng không? Nhiều nhất thì em nghĩ là khi đó trong tài khoản của em mà thí dụ có 1 tỷ đi, cái maximum mà em có thể đưa lên chị là khoảng 900 triệu. Em sẽ để lại một ít cho em đương nhiên, còn đâu là em nếu mà em có bao nhiêu em sẽ cố gắng em cho anh chị vay maximum nhất có thể. Nếu mà không muốn chơi nữa đúng không? Thì nói chung là em cũng cảm thấy không hối tiếc, bởi vì em khi mà em chơi với anh chị em cũng đã chơi với bằng hết cái tấm lòng của mình. Còn đâu là nếu mà vì một cái lý do nào đấy mà anh chị không chơi với em nữa thì em chỉ cần biết một cái lý do thôi, em chỉ cần biết một cái lý do rằng là vì sao anh chị không chơi với em nữa, và khi em thấy đó là một cái lý do chính đáng thì em sẽ ok đồng ý, còn nếu không phải chính đáng thì em nhất quyết sẽ không bỏ hai anh chị.